Dùng video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ chia sẻ vị trí trên điện thoại iPhone bằng cái tính năng dịch vụ vị trí, và các bạn có thể là lựa chọn chia sẻ trong vô hạn. Ví dụ như hai vợ chồng có thể là chia sẻ vị trí trên điện thoại iPhone của nhau để có thể dễ dàng định vị và tìm được cái vị trí mà đối phương đang ở, thì các bạn có thể là sử dụng ngay cái tính năng này. Và để thực hiện được cái việc chia sẻ vị trí ở trên điện thoại iPhone, các bạn có thể là thực hiện việc như sau. Đầu tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình hai chiếc điện thoại iPhone và các bạn sẽ vào cái phần cài đặt lần lượt cho mình và phần quyền riêng tư. Các bạn sẽ vào cho mình phần quyền riêng tư. Sau đó thì các bạn sẽ bật cho mình cái phần dịch vụ vị trí lên. Tiếp theo, sau khi đã bật dịch vụ vị trí lên rồi, các bạn chọn là phần chia sẻ vị trí. Ở đây thì lần lượt các bạn bật hết cái phần đó là tìm iPhone cũng như là chia sẻ vị trí, các bạn bật lên cho mình. Rồi, sau khi các bạn đã bật được dịch vụ vị trí và chia sẻ vị trí rồi, các bạn quay trở lại. Lúc này thì các bạn sẽ mở phần tìm iPhone lên và cái tính năng tìm iPhone ở trên điện thoại, và các bạn chọn cho mình một cái phần đó là bắt đầu chia sẻ vị trí. Ở đây thì các bạn sẽ chọn cái số điện thoại của cái người mà các bạn muốn gửi cái vị trí để chia sẻ đến, và các bạn sẽ gõ ở trên danh bạ cho mình. Sau khi các bạn đã gõ trên danh bạ rồi, các bạn sẽ bấm vào số điện thoại đó và các bạn sẽ nhấn vào phần gửi. Khi các bạn nhấn vào phần gửi rồi, các bạn chọn cho mình vào cái mục đó là chia sẻ trong vô hạn. Rồi, và như vậy thì hai chiếc điện thoại iPhone này đã được phép chia sẻ vị trí cho nhau.